Hey, xin chào mọi người. Hôm nay thì nước sông nó vẫn chưa rút và vẫn còn rất lớn. Thì mọi người ơi, mấy cái đập lớn nhỏ ở cái vùng Đông Nam Bộ mình á, mình nghĩ chắc Tây Nguyên cũng vậy, đều đang xả hết công suất tại vì nước rất là nhiều. Sông bé nó cũng vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ đi cắm câu bằng cá mồi ha. Đây, ở đây thì nó có, bữa nay mình có cá chép đây. Mình lấy nét vào trong. Đó, bữa nay thì mình có cá chép, mình làm mồi nha các bạn. Đi mua cá rô mà không có cái mua cá chép. Đối với cái con cá chép này đó, phải có oxy nha. Không có oxy là nó chết. Đó. Sục oxy liên tục luôn. Đó, mình tắt đi để cho đỡ ồn mình quay phim nhé. Ở trong đây còn ít con cá rô nữa. Mình lấy luôn. Còn ít cá rô nữa. Cá chép nó yếu quá. Ù, cá rô nhiều vậy. Ủa, còn khoảng ủ dư cắm rồi, nhưng đây là được dư sức cắm rồi. Ù, cá rô. Trời ơi, cái con này nó bự luôn rồi, còn câu cái gì nữa. Cá rô mồi mà mình mua lâu rồi đó, bây giờ nó chà bá luôn rồi. Con này thì quá to rồi, để cắm cũng được nhưng mà chỉ cắm ngoài sông thôi. Ngoài sông nó có cá lớn thì nó ăn con này. Đây cá nhỏ không à. Cá rô này. Cá rô nhỏ nhỏ này, làm mồi câu ha. Rồi, bây giờ đi nha mọi người. Đi bữa nay mình sẽ cắm ở suối. Suối thì nước nó cũng lớn nhưng mà đỡ ở ngoài sông. Ngoài sông nó lớn ác quá. Sông nước rất là nguy hiểm. Rồi đang dưới suối các bạn. Bạn nhìn thấy nước nó ngập. Phía trong này là bờ nhưng mà nó ngập vô tới này rồi. Ấn không? Thì vô tình đã tạo ra mấy bãi rất khá là đẹp luôn. Thì cắm câu này nó thoải mái hơn, không phải lội nhiều. Đứng trên bờ cắm này. Ok. Ok. Thì bữa nay mình có hai cái mồi câu ha, mồi cá chép với mồi cá rô. Thì cái kỹ thuật nó cũng y chang thôi. Mình móc câu bằng cá sống. Đó. Ok, tiếp tục. Tưởng đâu dễ dàng các bạn ơi. Ê, cắm được mấy cần bây giờ phải lội nước rồi nè. Thì cái cây mình cắm ngay đây. Mình sẽ giữ cái cần bằng một cái dây cột vô cái gốc cây to này nha. Nhiều khi cá lớn là nó lôi quật xuống là nó bứt cái cần đi luôn. Đó. Bây giờ cắm dài lên múc lên trên. Đi lội nước không các bạn ơi. Nhưng mà những cái chỗ này thì rất là ngon. Tại tối mà cá lăng vàng nó vô đó. Đó. Còn có cái hang rắn hay gì kìa. Đó. Hang mới luôn. Đồ để đây. Không, giờ đi tiếp nha mọi người. Mình lội chắc mình ít quay được á. Cắt máy phim cho thôi. Rồi. Hello. Thì mình vừa cắm xong các bạn ơi. Thì bây giờ lại tới cái mương à. Mình đi nãy giờ khoảng nửa cây đó. Cái đoạn mà mình cắm câu khoảng nửa cây số. Thì bây giờ ngay cái mương này. Hôm bữa mình câu cá trạch rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ không có thời gian câu. Bây giờ cũng 5 giờ rồi. Mình sẽ giăng một tay lưới xuống ha. Giăng tay lưới cũ xuống từ đây. Đây giăng ra ngoài cái cửa mương và gần ngoài suối các bạn. Tầm khoảng chục mét thôi. Đó, tới sáng xuống mình gỡ cá ha. Cái mương này mình nghĩ là rất nhiều cá luôn, tha hồ mà răng ha. Giờ không có thời gian câu. Thì kế hoạch là vậy thôi, chắc mình xin phép mình đóng máy quay cái. Bây giờ cũng trễ rồi, mình tranh thủ mình thấy mình lên chòi nữa. Ha. Thank you.
Cái đậu bắp hái dưới vườn trái cây mọi người, rất là tươi ngon luôn, non ngon nghèo à. Thì tối hôm nay mình phân công là chuẩn bị cơm, tại vì Phát tối nay nó có việc, bây giờ đi làm ở ngoài ngoài vườn, bây giờ chưa vô tới thu rồi. Bạn thấy về quê mà trồng trồng cây ăn trái rồi nuôi cá nuôi này rồi cái kia, là nói chung là làm nông nghiệp đó không phải chuyện đơn giản đâu, phải chịu cực dữ lắm. Mình thì không chịu được, mình đi câu cá thôi. Bây giờ ăn đơn giản thôi, làm đậu bắp luộc nha mọi người. Cắt ra bảy giờ 2 phút đi thăm câu nha mọi người, đi lang thang xuống suối coi có dính con nào không nè. Mình bữa nay Phát nó không đi theo, tí mất làm nữa rồi. Ok. Nước nó hơi giật chút xíu rồi các bạn, nước nó hơi rút chút xíu rồi. Đó, bạn thấy cá mồi nó bị treo lên không? Đó, cá mồi nó bị treo lên rồi, tức là nước nó rút một chút xíu các bạn. Bây giờ phải đi chỉnh cái cần lại ha, sửa mấy cần lại. Đây các bạn ơi, dính được con này. Đây, mình chỉnh cái máy quay lại kìa. À, dính được con. Mọi người thấy không? Đen đen nè. Đó, cá tràn nha. Ok, lấy thôi. Này mọi người, ui nó nhảy đẹp không? Đây con đầu tiên nha, mở hàng tối hôm nay. Cho vô xô luôn. Ok, cô đá này mọi người đâu được lên gốc cây luôn, giờ mới biết luôn á. Còn đây okay. Nãy giờ được có một con các bạn ơi, đi tiếp nha. Ôi ơi, có các bạn ơi, có nè đó. Lại gần ha. Wow. To. Ôi con này bự rồi đó. Ủa, ăn mép gì hết sảy rồi mọi người, ngon. Con thứ hai nha, ăn nó dính cái mép phía bên hông thì không có sảy được đâu. Mình lấy ra một con nữa các bạn ơi. Đó, ấy da nè, trời ơi cá lăng vàng đã chưa. Tại vì nước nó rút cho nên cá ăn ít các bạn ơi, chứ nước mà nó cầm hơi á là cá ăn dữ lắm. Đó, tạm thời cho vào vỏ nha. Đó, ok luôn, lăng vàng á, một con cá tràn tràn kết. Ủa, có nè. Con lăng nhỏ mọi người ơi, lăng này chắc thả quá. Đây được con lăng nhỏ này mọi người, lăng này mình sẽ thả nha, thì chưa đủ cỡ ăn. Về đi. Ok, để thay mồi thôi, ăn quấn cái lưỡi này. Ăn quấn lưỡi câu. Ác à. Đây.
À, một con nữa mọi người ơi, con này cũng vừa vừa, nó chạy sướng chưa. Thì nước giật khá là nhiều luôn các bạn. Mình thăm xong đợt này chắc để tới sáng luôn á, sáng mới thăm nữa. Đó, cá lăng. Ok. Lăng vàng. Ok. Đây, một con nữa nha mọi người. Quá đã luôn. Ôi, bây giờ trời sáng rồi mình đi thăm nhưng mà hình như là không ổn lắm các bạn ơi. Cái cần câu của mình nó bị treo lên như này nè. Lơ lửng, mồi câu lơ lửng hết rồi. Cái đạn này nó giật dữ người ta. Nó lên trên cho nó có đỡ đỡ hơn xíu không? Đen ghê các bạn ơi. Thì tối hôm qua là nước nó lên tới trên này nè. Bây giờ nó rút xuống tới dưới này. Các bạn thấy không? Cái mồi câu của mình nó treo lơ lửng luôn. Tại vì cái đoạn này là cái đoạn thác cho nên là nó, nếu mà nó rút là nó rút lẹ lắm các bạn ơi. Còn ở phía trên kia thì nó bình bình hơn cho nên là mình nghĩ nó đỡ rút hơn. Địa hình nó cao từ trên xuống dưới các bạn, chứ không có phải là cái suối này là nó không phải đi ngang. Nó cao từ trên xuống dưới. Mỗi đoạn mỗi khác ha. Ok. Thì hôm qua chuyện qua cái đoạn mà mình lội trong rừng tràm, như mình nhớ mình có quay lại nè, là nước nó xâm xáp đây quá trời luôn. Bây giờ nó rút không còn một giọt nào ở phía cái đoạn cái vườn tràm hết, nước rút xuống tới dưới kia rồi. Thật sự mà mình biết nước mà đêm nay nó rút vậy là chiều qua mình sẽ không đi câu đâu, nhưng mà bên đây có nè các bạn, cái con dính với được một con nè. Ui, cái lăng đuôi đỏ nha, đèn nè. Tội ảnh chưa, ảnh ăn câu lúc nước nó chưa có rút á các bạn. Bây giờ rút rồi nè, mà như cái vây nó còn ngáp nè, cái màng nó còn thở đúng không. Ô, tội thanh niên luôn. Bó tay luôn các bạn. Đó, nó ăn nè, ăn lúc mà nước nó còn cứ ngắt rồi, nhưng mà nó còn thở, còn ngáp ngáp. Cái gỡ nha, lấy cá trên bờ luôn. Thật là lần đầu tiên mà đi cắm câu mà gặp cái trường hợp này luôn mọi người. Trời, con lăng cũng ngon chứ bộ. Đây mọi người, đây con lăng đuôi đỏ đây, nó nằm hết xuống đó. Đó, ngon chưa, nó còn ngáp ngáp á, nó chưa có chết hẳn đâu các bạn. Này, nó còn đồng đây nè. Đó, để mình thả xuống nước cho nó coi nó có tỉnh không. Đây, nó bị treo nè các bạn ơi, một cái thằng câu vì nằm trên bờ nữa nè. Mình hồi tối mình đã đi chỉnh mình về nó phía dưới này rồi mà nó vẫn bị treo. Thì nước đang rất là lớn, mấy cái bụi cây mà ven suối nè, tàu nó quạt cho giặt hết các bạn ơi. Đó, nước nó đạp cho giặt hết nè. Rủ rượi hết. Thì bữa nay là rút rồi đó, mà không biết là có lên nữa không. Nhưng cái bao nhiêu ngày không rút, cái ngày mình đi cắm câu nó lại rút. À, cái mương này chiều qua mình đi cắm thì nước nó ngập tới cổ, giờ mình lội qua thử coi nó tới đâu ha. Coi nó rút cỡ nào là mình nhìn biết liền. Cả đêm được mấy con các bạn, nước nó giật quá, nước nó giật rất là nhiều. Thì được vậy chắc cũng hơi nè. Giờ do dở tay lưới coi có gì không ha. Mà lưới thấy em ru luôn, không thấy kéo cái hết trơn. Nước giật ảnh hưởng cả lưới luôn mọi người ơi. Cái chỗ này mà giật thì nước suối nó không có vô mương nữa, thì cá nó đâu có vô đâu. Giờ mình gỡ lên nha.
Lưới cũng chẳng có luôn các bạn ơi. Lưới có một số con cá trắng này thôi. Ồ, con cá lồng tông nè. Trời, các bạn thấy cá lồng tông không? Lồng tông thường rất nhỏ bên đây, to dưới trời. Đó, ồ. Con lồng tông mà nhìn thịt thấy ham các bạn. Đây mình đổ ra coi tối nay cắm được nhiêu ha. Cá lưới cũng chẳng có rồi. Dưới hai ngậm vô luôn. Đó, nước suối nó rút rồi, bắt đầu nước cái mương nó trong xanh lại không? Không có nước suối nó không vô nữa các bạn. Nước mương trong xanh luôn đã. Thì thực ra hôm nay á, mình đi cắm câu là để mang cá về nhà các bạn, mang cá về cho má. Thì bữa giờ dịch bệnh không có về, không có cá, không có mang gì về được hết trơn. Hôm nay thì đi cắm, tính dăng thêm tay lưới để cho nó được nhiều nhiều các bạn. Nhưng mà không có rồi, đen quá. Thôi nhưng mang vô đây về cũng được rồi. Đó, như đây về làm quà ha. Đó, còn hai con cá lăng to này là nó còn sống đó các bạn, nó cái mang nó còn ngáp này. Đó đó đó. Con này thì đen quá, dính lúc mà nước rút. Nằm trên bờ luôn, mắc cười lần đầu tiên rồi mình đi cắm câu mà lấy cá trên bờ vô luôn. Đó các bạn. Con này cũng khoảng nửa ký. Nặng lắm, thấy cá lăng các bạn thấy vậy chứ nặng lắm nha. Con này khoảng nửa ký, con này tầm 400 g. Đó, như đây cũng được rồi. Cá trèn thì nó chết các bạn do là mình rộng ở dưới suối luôn á, cái tới buổi sáng là nước nó rút xuống á, thành ra cái túi cá nó bị treo lên mà cá lăng nó khỏe nên nó không chết, còn cá trèn nó chết ngắt. Đó. Vậy là tổng bữa nay được như đây thôi nha mọi người. Thôi mình xin phép tạm dừng video ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Để mình chờ nước rút và mình bật mí các bạn, mình vừa mua cái thuyền rất là ok luôn. Để nước rút và mình sẽ bơi đi mình câu cho mọi người xem ha.